Bây giờ là hơn 10 giờ tối, 10 giờ đêm ở Giảng Võ Bảy, anh em có thể nhìn thấy cái tòa nhà Lotte này, tòa nhà của VTV này, và một số chung cư của Vinhome. Bây giờ chúng ta sẽ test một cái một thôi, bình thường lắp là lắp một đôi, nhưng đây chỉ là một chiếc P Laser Ultra, sản phẩm rất là mới. Đây là một chiếc ạ.